Hạ nghị sĩ Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ, được xem là khá nóng tính khi ngay từ những phút đầu tiên đã chỉ trích gay gắt CEO Facebook và liên tục đặt câu hỏi về sự đáng tin cậy của đồng tiền Libra, vì Facebook thời gian qua dính vào quá nhiều bê bối. Trong khi đó, dự án tiền số Libra lại liên quan trực tiếp đến các vấn đề về quyền riêng tư, chính sách tiền tệ, an ninh quốc gia, cũng như sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Các hạ nghị sĩ khác cũng cùng một mạch chất vấn như vậy. 28 công ty đã tuyên bố tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của Hiệp hội Tiền số Libra, nhưng giờ thì PayPal, Visa, Mastercard, Stripe đã rút lui. Rất ngắn gọn thôi, ông phản ứng ra sao về những sự ra đi đột ngột này? Đây là một dự án quá lớn để đi một mình, do vậy Hiệp hội Tiền số Libra được ra đời. Nó phức tạp và như đã nói, nó còn có cả rủi ro. Làm ơn tập trung vào sự rút lui, tại sao? Bà nghị sĩ, tôi nghĩ bà nên đặt câu hỏi cụ thể đó với họ. Đây là một dự án rủi ro và cần nhiều sự xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, người đứng đầu Facebook cũng lý luận rằng tiền số Libra là một sự đổi mới quan trọng và sẽ giúp nước Mỹ mở rộng vai trò lãnh đạo ngành tài chính, bởi Trung Quốc đang tiến nhanh và sẽ phát động một số ý tưởng tương tự về tiền số trong những tháng tới. Cuối cùng, Libra nếu ra đời sẽ giúp giảm chi phí và thời gian cho các thanh toán điện tử hiện nay. Hơn 1 tỷ người trên thế giới, trong đó có 14 triệu người dân Mỹ, hiện không có tài khoản ngân hàng, sẽ có thể thực hiện giao dịch thanh toán bằng tiền số Libra ngay trên điện thoại. Nhưng thưa bà nghị sĩ, tôi thực sự không biết liệu tiền số Libra có thể hoạt động được không, nhưng tôi tin sẽ là quan trọng khi thử những điều mới, miễn là làm việc đó có trách nhiệm. Đó là điều đã làm cho nước Mỹ thành công và ngành công nghiệp công nghệ của chúng ta dẫn đầu thế giới. Trong khi chúng ta thảo luận những vấn đề này, thì phần còn lại của thế giới không chờ đợi. Trung Quốc đang tiến hành và sẽ phát động một ý tưởng tương tự về tiền số vào những tháng tới. Nếu nước Mỹ không đổi mới, vai trò lãnh đạo tài chính của chúng ta sẽ không được đảm bảo.